i10 đời 2018 bản đủ .2 và đây là con số tự động. Rất nhiều người trong khoảng ngày hôm qua khi tôi chỉ đăng video thôi thì rất nhiều người hỏi, và đến tận đêm hôm qua 12 giờ vẫn rất nhiều người săn đón cho dòng xe này. Bởi vì tại sao được săn đón như vậy? Thì là bởi vì nhá, chia sẻ với anh chị rằng nó là một chiếc xe đời rất cao và số tự động. Đặc biệt nó là bản sedan và cái màu này là cái màu mà nó rất đẹp nha anh chị nhá. Màu này nó là màu cực kỳ đẹp. Chúng ta sẽ đi chi tiết qua cái dòng xe này bởi vì trước tôi đã làm một chiếc rồi. Đời 2016 và anh chị cũng rất nhiều người hỏi về chiếc đó. Nhưng mà đây là chiếc 2018, nhưng mà điều đặc biệt của chiếc này nó là số tự động bản AT. Trước tôi làm thì nó là bản MT. Đây là một chiếc xe bản đủ, thế anh chị biết là bản đủ đấy 2018 thì nó là form mới rồi. Form mới nha anh chị nhá, thì chúng ta sẽ quay chi tiết cho anh chị về cái con xe này xem là nó là form mới thì nó khác cái form cũ ở vị trí nào và đèn nó khác nhau như thế nào. Và khi chấm 2 thì nó khác với 1 chấm là ở vị trí nó ở những cái điều gì và đi nó có thích hơn hay không, thì anh chị cũng có thể là khi mà xem xong cái video này thì anh chị sẽ hiểu được đôi chút và anh chị sẽ là cái người mà biết được cái lợi ích của những cái dòng xe 4 máy và cái dòng xe chấm 2 nó như thế nào. Thì tôi sẽ quay chi tiết cho anh chị và chúng ta sẽ bắt đầu xem là nó có điều gì khác biệt. Sự khác biệt ở chiếc xe này anh chị biết rằng là khi mà bản form mới thì anh chị biết là toàn bộ cái phần đèn này được thiết kế lại anh chị nhá. Đối với dòng xe i10 kia thì nó có thể nó sẽ đây nó còn một cái phần vát đèn nó chéo chéo nhau một chút, nhưng mà chiếc xe này thì toàn bộ phần này đèn này là phần dài, toàn bộ phần đen này được kéo dài theo cả mặt của ba đợt sốc đằng trước. Tôi gọi đây là hệ thống tản nhiệt hay hệ thống mặt ca lăng để chuyển đổi gió vào phần két nước. Thế thì cái phần đèn này thì về cơ bản thì vẫn giống nhau, không có cái gì khác biệt lắm. Chỉ có về mặt ba đợt sốc và mặt lưới tản nhiệt, mặt ga lăng đằng trước, gọi mặt ga lăng đằng trước là nó khác đôi chút thôi. Khác thêm nữa là đó là gì ạ? Nó là khác ở vị trí phía sau, là hai vị trí lớn nhất. Đối với phần phía sau thì anh chị biết là cái đèn nó không còn là đèn cả miếng như bên như cái dòng xe đời 2016 nữa, mà đây là toàn bộ hệ thống này đã là hệ thống đèn cắt rồi. Thì hệ thống đèn cắt đèn được chia làm hai mảnh, chia nửa, một phần giữ nguyên và một phần mang theo cabo, khi mà mở nó sẽ đi theo cabo đẩy ngược lên. Cái phần đèn này nó dài hơn so với đằng trước, thiết kế đẹp hơn. Anh chị có thể nhìn thấy là nó giống, nó rất nhìn nó rất là sang trọng. Bên cạnh nữa là thêm đi thêm là toàn bộ hệ thống inox được kéo ngang sang, thiết kế mảnh hơn so với con trước, so với đời 2016 form cũ trở về trước. Thêm tiếp theo nữa đó là hệ thống mặt phía sau này, anh chị nhìn này, cái phần này thì anh chị là nó là phần độ thêm nhá, tức là phần này là nguyên cái phần này là phần độ thêm, còn cái dòng xe này nó chỉ có cái phần mang theo là toàn bộ phần này thôi. Đây thì đèn được thiết kế là tức là phản quang được thiết kế dài hơn rất là nhiều so với cái phản quang nhỏ đợt trước của dòng xe i10, hoặc là không có hoặc là có, nhưng mà cái phần phản quang được thiết kế tốt đẹp hơn và thiết kế nhìn form dáng nó có vẻ đó là nó mang thêm một cái nét quý phái hơn một chút. Đấy, toàn bộ phần form dáng cũng được thay đổi đôi chút, tức là những cái đường gân ở vị trí phía trên và vị trí trên này cũng được thay đổi. Đít toàn bộ phần cabo này cũng được thay đổi khá nhiều, thay đổi khá nhiều so với chiếc form dáng đằng trước, cho nên nó tạo nên cái phần xe sedan. Tuy rằng là bản sedan nhưng mà nó là cái phần mà tạo nên rất là nhiều những cái điều thể thao hơn. Thế thì cái chiếc xe i10 này vì lý do là như này này, tôi thấy rằng là nó nhỏ gọn hơn so với những dòng xe bên này khác, nó ngắn hơn nha anh chị nhá. So với cái dòng xe cùng là bản sedan nhưng mà chiếc xe này ngắn hơn, đâu đó loanh quanh khoảng 20 phân hoặc là ít hơn gì đó. Thế thì nó sẽ tạo nên là rất là nhiều những điều gọn nhẹ cho những người mà ví dụ như là thích, không thích quá cái phần sedan quá dài hoặc không thích quá cái phần hatchback quá cộc, cho nên nó tạo nên rất là nhiều những cái ưu thế để cho rằng là chúng ta đi kể cả phụ nữ hay đàn ông đều rất dễ dàng có thể đi được. Đấy là nguyên chỉ là cái phần vỏ thôi. La răng thì thiết kế hoàn toàn khác so với dòng xe i10 đợt trước. Đấy, anh chị biết là la răng là toàn bộ là hệ thống 6 cánh rất là to, mang theo một bản lốp 165R14.
Thế thì vành của nó là 65. Thế thì anh chị biết rằng là cái bản lốp nó cũng cũng to hơn đôi chút, và cái hệ thống la răng này nhìn nó đẹp hơn so với cái dòng phiên bản của những con xe mà bản 2016. Cái la răng đợt trước nó sẽ có rất là nhiều những cái sọc. Tôi thích cái phần la răng này hơn bởi vì đi nhìn nó đẹp hơn, và xe đứng nhìn nó cũng trường xe hơn và nhìn nó mạnh hơn. Anh chị biết rằng cái gì nó to và nhìn nó cũng đều mạnh, đúng không ạ? Nội thất thì anh chị có thể nhìn thấy hoàn toàn vẫn giống với phiên bản của 2016. Tức là toàn bộ hệ thống nội thất cũng là hai màu đỏ đen. Chiếc xe này thì cũng có gập gương đầy đủ, và toàn bộ anh chị biết rằng là chiếc xe này thì mới chạy được có mấy vạn thôi, chạy được 5,5 vạn. Thì anh chị có thể nhìn thấy là hoàn toàn. Chỉ tiếc rằng là nếu chiếc xe này nó là điều hòa tự động nữa thì tôi sẽ cảm thấy rằng là hài lòng hơn. Tuy nhiên thì nó cũng không có vấn đề gì cả, chúng ta sẽ điều khiển cơ cũng được, không sao cả. Nhưng mà chiếc xe này là dòng bản 4 máy thì anh chị biết rằng nó đi nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nó thể hiện ở đây là thứ nhất là điều cho anh chị biết rằng là khi mà cái 4 máy thì cái độ mà vít tông lên xuống nó sẽ cân bằng hơn, và nó sẽ giảm những độ rung và độ ồn khi ngồi trên xe. Cái vô lăng thì cũng được tích hợp rất là chi tiết. Tôi không mở nhạc vì lý do là có thể là nó âm thanh nó đẩy lên thì nó dính đến bản quyền. Thế nên là một vài những yếu tố anh chị có thể nhìn ở đây, táp lô rất là mới, xe chạy 5 vạn thôi. Đồng hồ thì chiếc xe này thì về cơ bản cũng được thiết kế giống với đời 2016, chưa có thay đổi nhiều lắm. Hệ thống số thì cũng vậy, y chang như vậy thôi. Tay số nhìn khá đẹp, tay số giống với một vài những dòng xe mà tôi thấy thích cái thiết kế hơn của cái dòng xe Kia Forte chẳng hạn như vậy. Thì cái dòng xe này thiết kế cái tay số này tôi rất là thích. Đó. Chúng ta sẽ xem qua về phần máy nó như thế nào. Trần con này thì cực kỳ mới nhá mọi người nhá. Trần rất là mới này, anh chị nhìn thấy không? Hệ thống đèn rất là mới, bởi vì nó chạy 5 vạn thì chúng ta nghĩ rằng nó như mới chạy hết lốt đa thôi. Về phần xe anh chị hoàn toàn yên tâm, sơn zin nó nằm đâu đó khoảng tầm 90-95%. Cái dòng xe này thì nó cũng rất là hiếm. Sẽ có rất nhiều thắc mắc về giá, đúng không ạ? Thì tôi sẽ nói qua cái phần máy, xong rồi tôi sẽ chia sẻ phần giá cho anh chị. Máy con này thì hoàn toàn là chưa có một ốc nào sờ đến, chưa dọn đâu. Toàn bộ phần đèn, phần cabo và phần xe là anh chị biết là sơn zin nó khoảng 90-95%, thì cũng chúng ta cũng không phải bàn luận nhiều về vấn đề máy và vấn đề sơn làm gì. Thì phần máy của anh là con này là 4 máy này anh chị này. Máy 4 máy chạy nó ổn định hơn. Đó. Máy con này rất là sáng sủa và đẹp. Cái giá thì nó bao tiền? Sẽ rất nhiều người thắc mắc, đúng không ạ? Giá cũng rất là hợp lý. Và đối với bản 2018 thời điểm này 355 triệu. So với mới thì nó cũng giảm đâu đó loanh quanh. Cái dòng xe này thì nó loanh quanh khoảng 100 hoặc hơn 100 gì đó. Thì anh chị cũng tiết kiệm được tương đối. Bởi vì chạy 5 vạn thì nó chỉ là mới chạy lốt đa thôi. Lốp theo xe là còn nguyên, lốp dự phòng là chưa hạ. Thì chúng ta sẽ xem qua cái phần cốp sau nữa. Đây là phần máy. Yên tâm là máy là anh chị không nghĩ lắng vấn đề đấy rồi. Không bao giờ chúng ta phải tính toán về phần máy làm gì cả. Bởi vì nó chạy có 5 vạn như... Anh chị có thể nhìn thấy hoàn toàn là cốp cực kỳ đẹp và lốp dự phòng này. Bẩn thôi nhưng mà chưa hạ, dâu vẫn còn này. Ta nhìn thấy toàn bộ dâu lốp vẫn còn hết. Cho nên là anh chị hoàn toàn có thể yên tâm. Lốp này có lăn xuống nhưng mà chưa hạ đâu. Chưa chạy. Nỉ nó rất là đẹp, tôi chưa dọn. Xe nó mới về. Thế đấy là cái video chia sẻ cho anh chị biết về cái dòng xe i10 mà Grand i10 đời 2018 bản AT. Biển Thái Nguyên chính chủ mới tinh từ đầu. Thì anh chị có thể tham khảo với cái dòng xe này. Rất cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video. Nếu có điều gì thắc mắc hoặc cần tư vấn, anh chị có thể điện thoại trực tiếp lên số điện thoại trên màn hình. Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị hoàn toàn miễn phí. Và điều gì anh chị cần hỗ trợ hoặc là anh chị muốn tham khảo với bất kỳ dòng xe nào thì anh chị có thể là gọi điện hoặc là gửi thông tin số điện thoại Zalo. Tôi sẽ gửi toàn bộ hình ảnh về xe, về giá và thông tin cho anh chị. Sẽ rất vui được phục vụ anh chị và giao lưu với anh chị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những clip tiếp theo.